một cái nhạc cụ mà mọi người thấy nó rất dễ thương, dễ chơi, rất dễ học, là nó rất rất dễ đi sâu vào cái đời sống văn hóa của các bạn trẻ. Mình thấy tiếng nhạc ukulele rất là trẻ trung, và mình nghe thấy rất là kiểu cảm thấy rất yêu đời và rất phấn khích và muốn hòa vào những cái giai điệu đấy. Khi nghe tiếng đàn ukulele thì em cảm giác rất là vui vẻ. Khi mà nghe giai điệu của cái cây đàn này và các bạn ấy chơi những cái bản nhạc đồng quê ấy, thì mình có cảm giác rất là nhẹ nhàng. Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình Art World Thế giới nghệ thuật. Thưa quý vị và các bạn, tạo nên một trào lưu với rất nhiều bản cover đầy ấn tượng, ukulele đang dần chiếm được cảm tình của rất nhiều người yêu âm nhạc, đặc biệt là các bạn trẻ. Và nó có gì đặc biệt? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về loại nhạc cụ này trong 15 phút của chương trình ngày hôm nay. Quê hương của ukulele không phải là Hawaii như nhiều người lầm tưởng. Ukulele có xuất xứ từ bán đảo Iberia ở châu Âu và là sự kết hợp của ba loại nhạc cụ: Braguña, Cavaquinho và Rajao. Những người nhập cư gốc Bồ Đào Nha đã mang cây đàn đến Hawaii và người dân ở đây đã đặt cho nó cái tên ukulele. Ukulele rất phổ biến ở Mỹ trong suốt thế kỷ 20 và từng được gọi là biểu tượng của nhạc jazz. Dù vậy, nhắc đến ukulele, người ta nghĩ ngay đến Hawaii, nơi có biển xanh, nắng vàng với những điệu nhạc vui tươi và điệu múa hula quyến rũ. Có lẽ cây đàn nhỏ ukulele đã trở thành một phần linh hồn của Hawaii, tự do, phóng khoáng, vui tươi và rộn ràng. Loại đàn này thuộc họ guitar và thường có 4 dây. Người ta thường dùng ukulele để đệm hát, đôi khi cũng độc tấu. Tiếng giọng và âm lượng của ukulele thay đổi theo kích thước và cấu tạo của nó. Tuy tiếng vang nhỏ, nhưng ukulele khi đệm nghe cũng réo rắt do âm sắc khá đặc biệt. Đàn ukulele thì nó có 4 loại, trong đó có 3 loại chính. Nó phân biệt với nhau thì nó dựa vào cái chiều dài của đàn, và từ đó nó sẽ khác biệt nữa là có cái tỷ lệ giữa các cái thùng đàn nó sẽ khác nhau. Phụ kiện đi kèm ukulele gồm capo để điều chỉnh tông nhạc tạm thời, phím gẩy, dây đeo đàn, bộ dây đàn và máy chỉnh dây. Vì tính chất tươi trẻ và vui nhộn của loại đàn này, mà bên cạnh những mẫu ukulele truyền thống, đã có thêm rất nhiều những mẫu ukulele với cách trang trí và màu sắc bắt mắt, hấp dẫn người chơi, không chỉ bởi âm thanh của tiếng đàn mà còn bởi vẻ ngoài nhỏ xinh. Ukulele, người ta không thể không nhắc đến ông Bin Tapia, nghệ sĩ chơi đàn ukulele kỳ cựu trên thế giới, với các ca khúc nổi tiếng như Billie Holiday, Louis Armstrong, Bing Crosby và Fats Waller, được phối khí lại đầy linh hoạt và sáng tạo với cây đàn này, khiến các giai điệu tưởng chừng quen thuộc lại phảng phất hơi thở cách tân đương đại. Hơn 90 năm cống hiến cho sân khấu âm nhạc, ông được xem là chiếc cầu nối cuối cùng giữa thể loại nhạc jazz và ukulele để tạo ra một loại nhạc cụ phổ biến như hiện nay. Người nhạc sĩ này từng sinh sống ở miền Honolulu, thuộc quần đảo Hawaii xinh đẹp. Bén duyên với chiếc đàn ukulele từ lúc 7 tuổi,
Trong một dịp tình cờ được lắng nghe những âm thanh đầy sức sống và vui tươi của ukulele, ông Bin Tapia đã ngay lập tức bị cây đàn này cuốn hút. Ông kiên trì theo học với hai bài nhạc đơn giản đầu tiên và khởi nghiệp chơi ukulele trong ngành quân đội ở Thế chiến thứ nhất. Bin Tapia còn được mệnh danh là nhạc sĩ già nhất khi tham gia biểu diễn trên sân khấu. Vào năm 2010, khi đã ở tuổi 102, người hâm mộ vẫn còn được chứng kiến màn biểu diễn cực kỳ ấn tượng của ông. Cho đến thời điểm cuối đời, ông vẫn gắn bó với cây đàn nhỏ nhắn bằng một tình yêu và niềm đam mê bất diệt. Trong những phút tiếp theo của chương trình, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi đến với một buổi sinh hoạt của các bạn trẻ tại câu lạc bộ ukulele ở Hà Nội để cùng tìm hiểu rõ hơn sức hút mà cây đàn này mang lại. Hiện nay có khá nhiều nhóm chơi đàn ukulele được thành lập tại Hà Nội và hoạt động rất sôi nổi. Câu lạc bộ ukulele Cầu Giấy cũng là một ví dụ như vậy. Các thành viên trong nhóm đều còn khá trẻ, chủ yếu là sinh viên, và để đảm bảo có thể tập trung được đông đủ thành viên nhất cho các buổi sinh hoạt, các bạn trẻ này thường lựa chọn dịp cuối tuần là thời điểm tập luyện và sinh hoạt của câu lạc bộ. Bọn mình thì là một nhánh của câu lạc bộ ukulele Hà Nội. Bọn mình cũng thành lập cũng lâu lâu rồi, cách đây khoảng hơn một năm. Đầu tiên thì chỉ là khởi nguồn từ những bạn có chung sở thích là cái đàn nhỏ bé có 4 dây đó, cái âm thanh rất là vui tai. Bọn mình đầu tiên số lượng thành viên còn rất là ít, từ 3 đến 5 người những nhóm đầu tiên. Sau đấy thì cũng dần mở rộng lên. Bọn mình có khi mà mở rộng lên thì có cái lịch sinh hoạt đều, và ngoài cái việc là cùng gặp nhau để đàn hát thì cũng chia sẻ kinh nghiệm cho những cái bạn mới tập. Chính tình yêu và niềm đam mê dành cho cây đàn ukulele nhỏ xinh đã giúp gắn kết các bạn trẻ với nhau bất cứ nơi đâu, bất kể lúc nào, chỉ với ukulele. Và những âm thanh vui tươi, sống động và loại nhạc cụ này đem lại cũng đủ khiến không khí sinh hoạt thật rộn ràng và trẻ trung. Những ca khúc được các bạn lựa chọn để luyện tập thường là nhạc trẻ, có tiết tấu nhẹ nhàng và sử dụng các vòng hợp âm đơn giản. Chính vì lẽ đó, khoảng cách dường như vô hình đối với các thành viên. Các bạn cùng nhau chia sẻ sở thích với cây đàn, cùng chơi đàn, cùng luyện tập và cùng cất cao lời ca tiếng hát. Mỗi buổi sinh hoạt thì không phải buổi nào cũng đông, có buổi cũng rất là vắng nhưng mà buổi nào cũng rất là vui. Mình đến đây thì mình có thêm những người bạn và chơi đàn thì cái kỹ năng của mình cũng được nâng cao hơn. Có một cái thời gian mà đột nhiên mình nhìn thấy cái cây đàn này nhìn nó quá là xinh ấy, thế là mới quyết định là học, và càng gắn bó với nó lâu hơn thì mình càng thấy là càng ngày càng muốn chơi hoặc là muốn gắn bó với nó nhiều hơn nữa. Cây đàn này nó, cái âm thanh của nó rất là vui. Một lần thì người bạn của mình đã tặng mình một chiếc đàn ukulele, mình chơi nó mình cảm thấy mình bị lôi cuốn ấy, mình quá thích. Thế là từ đấy mình tìm hiểu về cây đàn này và tìm hiểu là ở đâu và có những mọi người kiểu cùng thích chung sở thích với mình thì cùng đến tập, thì mình đã tìm ra cái câu lạc bộ Cầu Giấy. Mới đi học về thì bạn rất là hay là căng thẳng, mệt mỏi, nhưng mà nghe đừng ngồi hát cùng nhau mà nghe những bài hát vui, mà lại tiếng đàn này nó cũng là rất là tiếng đàn ukulele rất là vui, mình nghe xong mình cảm thấy yêu đời hơn. Tuy còn khá mới lạ ở Việt Nam, nhưng sự vui nhộn và thoải mái mà ukulele mang lại cho người chơi đã khiến nhạc cụ này trở nên đặc biệt thu hút và giành được nhiều tình cảm của các bạn trẻ. Hy vọng trong tương lai sẽ có nhiều người hơn nữa say mê và yêu thích ukulele, cây đàn của sự ngẫu hứng và tươi trẻ. Với ukulele, con người ta sẽ cảm thấy trẻ trung, lạc quan và yêu đời hơn. Hy vọng rằng qua những phút vừa rồi của chương trình đã giúp quý vị hiểu rõ được phần nào sự độc đáo của cây đàn này. Trước khi kết thúc chương trình, xin mời quý vị cùng lắng nghe những âm thanh vui nhộn từ ukulele qua phần biểu diễn của các bạn trẻ tại câu lạc bộ ukulele ở Cầu Giấy. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.